Bấy giờ, Đại Bồ Tát Phổ Hiền ở trước Đức Như Lai nói bài kệ Phổ Hiền rộng lớn thanh tịnh, đại nguyện vương này rồi, thiện tài đồng tử, hớn hở vui mừng vô lượng, tất cả Bồ Tát đều đại hoan hỷ. Đức Như Lai khen nói, lành thay, lành thay. Lúc đó, Đại Bồ Tát Phổ Hiền ở trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói bài kệ Phổ Hiền rộng lớn, thanh tịnh, mười đại nguyện vương này rồi, thiện tài đồng tử hớn hở vui mừng, tất cả Bồ Tát cũng đều hoan hỷ vui mừng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bèn khen ngợi Bồ Tát Phổ Hiền nói, ông nói pháp này thật là tốt quá, tốt quá. Bây giờ, Đức Thế Tôn và các vị thánh nhân, Đại Bồ Tát khi diễn nói pháp môn thù thắng, cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn như vậy, thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi làm thượng thủ. Lúc đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị thánh nhân, Bồ Tát, Đại Bồ Tát khi diễn nói pháp môn thù thắng, cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn như vậy, thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi làm thượng thủ trong hàng Bồ Tát. Các đại Bồ Tát cùng với 6.000 vị tỳ kheo thành thục, Bồ Tát Di Lạc làm thượng thủ, tất cả các đại Bồ Tát trong hiền kiếp, Bồ Tát Vô Cấu Phổ Hiền làm thượng thủ, nhất sinh bổ xứ, các đại Bồ Tát trụ bậc quán đảnh và các chúng đại Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, tất cả biển cõi, đến tụ hội từ khắp mười phương đủ thứ thế giới, đại trí Xá Lợi Phất, đại mục Kiền Liên làm thượng thủ các đại thanh văn và các trời người, tất cả chủ thế gian, trời, rồng, dạ xoa, càn thác bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người, chẳng phải người, vân vân, tất cả đại chúng nghe lời Phật nói, hãy đều hoan hỷ, tiếng thọ phụng hành. Các đại Bồ Tát cùng với 6.000 vị tỳ kheo đương thời ở tại pháp hội, Bồ Tát Di Lạc làm thượng thủ. Kiếp hiền có rất nhiều vị thánh nhân xuất hiện ra đời nên gọi là kiếp hiền. Trong tất cả các đại Bồ Tát có một vị đại Bồ Tát Vô Cấu Phổ Hiền làm thượng thủ. Nhất sinh bổ xứ thì gọi là pháp vương tử. Ở thế giới Ta Bà hiện tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là pháp vương. Đến khi Phật pháp diệt hết rồi, vị bổ xứ thế giới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Bồ Tát Di Lạc. Hiện tại Bồ Tát Di Lạc là vị nhất sinh bổ xứ, ngài trụ ở nội viện cung trời Đâu Xuất. Khi một vị Bồ Tát sắp được bổ xứ Phật vị thì đều ở nội viện Đâu Xuất. Trước khi Đức Phật Thích Ca chưa thành Phật thì ngài cũng ở nội viên Đâu Xuất. Khi sắp thành Phật thì từ cung trời Đâu Xuất nhập thai, xuất gia thành đạo, chuyển pháp luân, độ chúng sinh. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong thai mẹ, thì cũng chuyển pháp luân. Bất quá, một số người nhìn không thấy cảnh giới này, cho rằng Đức Phật trụ thai. Chỉ là trụ thai mà thôi. Kỳ thực, khi Đức Phật trụ thai thì vì tất cả quỷ thần thuyết pháp. Trụ thai quán đảnh, khi Phật sắp thành Phật, thì phải thọ lễ quán đảnh, giống như xưa kia khi hoàng đế lên ngôi cũng phải thọ lễ quán đảnh. Thọ lễ quán đảnh rồi mới trở thành thiên tử. Khi Phật sắp thành Phật gọi là nhất sinh bổ xứ, cũng gọi là trụ bậc quán đảnh. Khi quán đảnh thành Phật thì mười phương chư Phật đều dùng nước pháp cam lồ quán đảnh cho Phật. Khi Đức Phật Thích Ca ra đời thì có 9 con rồng quán đảnh. Đây cũng là thọ lễ quán đảnh. Trụ bậc quán đảnh là đồng với đời sau thành Phật, là nơi hậu bổ Phật trụ. Những vị đồng hậu nhất sinh bổ xứ có rất nhiều các đại Bồ Tát trụ bậc quán đảnh, và các chúng đại Bồ Tát nhiều như số hạt bụi tất cả biển cõi đến tụ hội từ khắp mười phương đủ thứ thế giới.
cùng đến tập hội lắng nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Kinh Hoa Nghiêm. Khi Bồ Tát Phổ Hiền nói phẩm, Phổ Hiền hạnh nguyện, thì hết thảy tất cả cõi Phật, nhiều như biển cả, như số hạt bụi, nhiều, nói không hết được. Đại Bồ Tát, trong các Bồ Tát, Đại Trí Xá Lợi Phất, Đại Thần Thông Mục Kiền Liên, làm thượng thủ, chúng đại thanh văn. Xá Lợi Phất, trí huệ lớn nhất, khi Ngài còn ở trong bụng mẹ, thì đã khiến cho mẹ của Ngài biện luận, thắng cậu của Ngài. Trước khi mang thai Ngài, thì mẹ của Ngài và cậu của Ngài hay đàm luận về đạo lý. Lần nào cũng thua cậu của Ngài, nhưng từ khi mẹ của Ngài mang thai Ngài rồi, thì cậu của Ngài biện luận đều thua. Cậu của Ngài biết, bèn nói, đứa bé trong bụng của chị chắc chắn chẳng tầm thường. Nhất định sẽ có đại trí huệ, là nó trợ giúp chị biện luận, nên chị mới thắng được em. Trước kia chị đâu có trí huệ như thế, chắc chắn đứa bé này có trí huệ trợ giúp chị. Do đó anh ta bèn đi khắp nơi học hỏi, nghiên cứu đọc sách vở của ngoại đạo, anh ta dụng công đọc sách đến trình độ nào, anh ta chẳng hớt tóc, cũng chẳng cạo rau, thậm chí móng tay cũng không có thời gian để cắt. Anh ta lúc nào cũng muốn đọc sách của ngoại đạo, cho nên ngón tay để mọc ra rất dài, một số người gọi anh ta là trường trảo phạm chí, phạm chí ngón tay dài. Bạn hãy nghĩ xem, cho đến thời gian cắt móng cũng không có, tinh thần ham học này chẳng phải rất lớn chăng? Tại sao anh ta muốn học như thế? Vì anh ta muốn sau này trở về phải giỏi hơn cháu của anh ta, nên mới có chí nguyện như vậy. Thời gian trôi qua, anh ta học được cũng hơn 10 năm, trở về nhà bèn đi tìm chị của anh ta, muốn biện luận với đứa cháu của anh ta. Đến nhà chị anh ta bèn hỏi, đứa cháu của chị đâu? Chị anh ta đáp, Xá Lợi Phất đã theo Phật xuất gia rồi. Anh ta nghe rất bực mình nói, tại sao nó có thể theo ông Cồ Đàm đi xuất gia chứ? Ông ta có đạo đức gì? Không bằng theo tôi học đạo. Hiện tại, học vấn và đạo đức của tôi đều tối cao. Tại sao lại để cho nó theo Phật Thích Ca xuất gia chứ? Do đó anh ta bèn đi tìm Đức Phật Thích Ca, muốn dẫn cháu mình về. Nhưng nếu vô duyên vô cớ đến dẫn cháu mình về, thì đứa cháu sẽ không về. Anh ta bèn lập luận với Đức Phật để biện luận, sở học của anh ta là biện luận. Đến nơi, anh ta bèn hỏi Đức Phật rằng, Ngài làm bằng cách gì thu cháu của tôi làm đệ tử? Ngài có bản lãnh gì? Đức Phật nói, ta chẳng có bản lãnh gì. Nó muốn theo ta xuất gia, thì ta đâu có biện pháp gì. Anh ta nói, vậy chúng ta hãy đàm luận, để lập luận được chăng? Đức Phật nói về gì đây? Muốn nói như thế nào? Anh ta nói, tôi dùng không thọ làm tông, bất cứ ngài nói gì, tôi cũng không thọ. Đức Phật nói, anh dùng không thọ làm tông, nhưng anh có thấy cái thọ hay không thọ, cái không thọ làm tông của anh? Anh ta nghĩ, tôi phải nói không thọ làm thấy, thì sẽ phá bổn tông của mình. Nếu nói thọ, cái thấy này, thì tông của mình lập chẳng đứng vững được, vì cái gì cũng đều không thọ, vậy còn có thọ chăng? Mình đứng không vững rồi, cho nên thọ cũng bị người phá, không thọ cũng bị người phá. Cho nên, tông chỉ này của mình vốn chẳng đứng vững được. Trước khi chưa đàm luận, anh ta và Đức Phật đánh cá với nhau rằng, nếu anh ta thua thì sẽ cắt cái đầu của anh ta xuống đưa cho Đức Phật, nếu Đức Phật thua thì anh ta sẽ dắt đứa cháu về. Lần này thì tông chỉ của anh ta chẳng đứng vững được, do đó bèn đứng dậy bỏ chạy. Đại khái chạy cũng khá xa, sau đó lại nghĩ, ta là một gã đàn ông, chẳng phải là đàn bà, tại sao nói ra không giữ lời chứ?
mình nói thua thì cắt đầu xuống mà. Cắt gì thì cắt, bất quá, chết thôi. Thôi, hãy trở lại, do đó anh ta chạy trở lại chỗ Đức Phật. Đức Phật lại hỏi, anh chạy trở lại đây làm gì? Anh ta nói, tôi, cho tôi mượn cái đao đi. Đức Phật nói, anh cần đao để làm gì? Anh ta nói, tôi chẳng cắt đầu xuống đưa cho ngài. Tôi phải cắt cái đầu xuống đưa cho ngài. Đức Phật nói, anh cắt cái đầu xuống đưa cho ta để làm gì? Anh ta nói, vì tôi đã thua ngài, tôi đã hứa, thua là cắt cái đầu xuống đưa cho ngài. Đức Phật nói, cắt đầu của anh xuống cũng chẳng có ích gì. Thôi, đừng cắt đầu, tốt hơn hết, anh có thể đi xuất gia, chẳng phải tốt chăng? Hà tất phải cắt đầu, chỉ cần anh phát tâm xuất gia thì được rồi, cạo đầu cũng như cắt đầu. Do đó anh ta bèn xuất gia, theo Đức Phật làm hòa thượng. Xá Lợi Phất, còn gọi là Xá Lợi Tử, ngài lấy tên họ mẹ của ngài, làm tên họ của mình. Xá Lợi là tên của một loài chim ở Ấn Độ. Ở Trung Quốc gọi là chim thu lộ. Con mắt chim thu lộ rất đẹp, con mắt vừa thích nhìn, vừa có thần. Con mắt mẹ của ngài Xá Lợi Phất đẹp như chim thu lộ, cho nên tên họ của mẹ ngài gọi là Xá Lợi. Xá Lợi sinh ra con gọi là Xá Lợi Tử, còn gọi là Xá Lợi Phất. Phất cũng tức là tử. Đại Mục Kiền Liên, đại nghĩa là lớn. Mục Kiền Liên là tiếng Phạn gọi là Lai Phục Căn, còn gọi là Thải Thúc Thị. Lai Phục và Thải Thúc đều là đồ vật có thể ăn. Khi tổ tiên của ngài tu đạo thì ăn những thứ này để tu đạo, cho nên kỷ niệm tổ tiên của ngài mà đặt tên họ này. Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Trong hàng đệ tử của Phật, ngài là thần thông bậc nhất. Ngài và đại trí Xá Lợi Phất là lãnh tụ trong hàng thanh văn. Thanh văn là nghe âm thanh của Phật mà ngộ đạo, nghe pháp bốn thánh đế hổ tập diệt đạo mà khai ngộ. Ngộ được khắp trần phiền não tác quái, cho nên khai ngộ. Đây là thanh văn đạo. Các đại thanh văn chẳng những chỉ có Bồ Tát thanh văn duyên giác, mà còn có trời người, tất cả chủ thế gian, tất cả những ông vua thế gian, trời, rồng. Rồng có rất nhiều loại, có rồng trên trời, rồng trong biển, rồng nổi mây làm mưa vân vân. Làm thế nào mà làm rồng? Vì chúng thừa cấp giới hoãn, cho nên biến thành rồng. Thừa cấp là như trì đủ, thứ chú, cũng như tụng kinh, tham thiền, đã tọa. Pháp môn nào học được cũng rất nhanh, tuy chỉ một điều là không giữ giới luật, không giữ giới sát sinh, giới trộm cắp, giới tà dâm, giới nói dối, giới uống rượu, chúng chẳng giữ năm giới, cho nên đọa làm thân rồng và có tâm sân rất nặng. Tại sao đọa vào làm thân rồng? Vì tâm sân hận quá lợi hại. Các vị tu hành đứng đừng có lười biếng, ở trong chùa sáng sớm 3:30 là đánh bản thức chúng, mọi người phải dậy, sau đó đóng chuông. Tiếng chuông này ai nghe mà còn nằm ngủ không dậy thì tương lai sẽ biến thành rồng. Vì bạn không giữ quy củ trong chùa, tốt thì biến thành rồng, không tốt thì biến thành con trùng dài. Cho nên đừng cho rằng lười biếng là tốt. Sáng sớm nghe tiếng chuông không dậy sẽ biến thành rắn, buổi tối nghe tiếng chuông không tu hành cũng sẽ đọa lạc. Rồng tức là do không giữ quy củ. Bạn thấy rồng uống công như thế, chẳng màng làm việc gì cũng đều uống công như thế, đó là do vì không giữ quy củ nên như vậy. Dạ xoa cũng có rất nhiều loại, có dạ xoa bay, dạ xoa đi trong không, dạ xoa đi dưới đất, dạ xoa trong nước. Dạ xoa và rồng đều ở trong chúng Bát Bộ Quỷ Thần. Dạ xoa gọi là tốc tực quỷ, quỷ mau chóng, đi nhất nhanh, rất là đáng sợ,
có dạ xoa có tới 10 cái đầu, cũng có 10 dạ xoa chỉ có một cái đầu. Có dạ xoa có tới 10 cái chân, cũng có 10 dạ xoa chỉ có một chân, rất là kỳ quái. Hoặc có dạ xoa có 3 chân, 5 chân, hoặc chỉ có cái đầu, hoặc chỉ có cái chân. Càn Thác Bà là thần nhạc của trời Đế Thích, cũng gọi là thần ngửi hương. Khi chúng ngửi được mùi hương trầm thủy của trời Đế Thích đốt lên thì chạy tới, sau đó rất cao hứng tấu nhạc lên, lấy sự tấu nhạc làm bản lãnh. Atula còn gọi là vô tửu, không có rượu uống, tướng mạo nam Atula rất là xấu xí, có phước trời mà không có quyền lực trời. Atula có rất nhiều loại, trên trời thì có Atula trên trời, nhân gian thì có Atula ở nhân gian, quỷ thì có Atula cụ quỷ, súc sinh thì có Atula cụ súc sinh. Atula chuyên đấu tranh với người, bất cứ lời nói, thân thể, trong tâm đều muốn đấu tranh, thân miệng ý ba nghiệp đều hoan hỷ đấu tranh. Nhưng nữ Atula rất đẹp, đừng nói người thấy sinh tâm ái dục, cho đến trời Đế Thích thấy nữ Atula cũng sinh dục niệm. Trời Đế Thích vốn có định lực, nhưng gặp nữ Atula rồi thì cũng mất định lực, do đó bèn cầu hôn con gái của vua Atula. Vua Atula cũng đồng ý gả con gái cho trời Đế Thích. Trời Đế Thích rất là vui mừng có được thiên nữ đẹp như thế, do đó bèn mời vua Atula dùng cơm. Tức cung tức kính ra lệnh binh trời, tướng trời đến nghênh đón, nhưng vua Atula đa nghi, hoài nghi trời Đế Thích thì oan với ông ta, dùng binh trời tướng trời để uy hiếp ông ta, trong tâm rất không vui, nhưng tạm thời phải nhẫn nại. Trời Đế Thích rất hoan hỷ xuống nhân gian nghe kinh. Mỗi ngày trời Đế Thích đều xuống nhân gian nghe kinh, vợ ông ta là nữ Atula bèn xin tâm đố kỵ, hỏi trời Đế Thích rằng, mỗi ngày ông đi đâu vậy, sao không có ở nhà? Trời Đế Thích nói, tôi đến nhân gian, nghe vị tiền nhân gian giảng tâm, ẩn diệu kinh. Nữ Atula nói, tôi cũng muốn đi theo. Trời Đế Thích nói, bà là phụ nữ, không thể đến nghe được. Nữ Atula bèn sinh tâm hoài nghi nói, ông không cho tôi đi, chắc chắn là có cô nào bên ngoài rồi. Nữ Atula cũng có thần thông, đợi khi trời Đế Thích đi rồi, cô ta bèn dùng thuật ẩn thân đi theo sau trời Đế Thích. Đến nơi trời Đế Thích xuống xe, cô ta cũng xuống xe, trời Đế Thích nhìn thấy bèn nói, bà đến chỗ này làm gì? Cô ta đáp, tôi cũng đến nghe kinh. Trời Đế Thích dùng cây phất trừng đánh cô ta bèn la lên, vị tiên nhân nghe được. Từ xưa đến giờ chẳng có người nữ nào là lối om sòm, mở mắt nhìn xem thử, thấy người nữ này rất là đẹp. Vị tiên nhân này cũng sinh tâm dục niệm, cho nên không còn giảng kinh được nữa, mất đi đạo nghiệp, trời Đế Thích buồn bã. Trở về rồi, nữ Atula đến chỗ cha của nàng nói, trời Đế Thích gạt con, ông ta cặp bồ với cô gái khác bên ngoài, gạt con nói là đi nghe kinh. Con đi điều tra thì ông ta trách con không đúng, dùng cây phất trần đánh con. Vua Atula nghe rồi nổi giận, bèn tập hợp binh chúng Atula. Atula có thể chân đạp đáy biển, một tay giơ tới cùng trời. Trời Đế Thích cũng không có cách nào chống lại được, do đó bèn đi đến chỗ Đức Phật cầu cứu. Đức Phật nói, hãy yên tâm đi, nhà ngươi về dạy binh trời, tướng trời, hãy niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đà. Trời Đế Thích trở về dạy quân lính niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đà. Quả nhiên, quân của Atula đại bại bỏ chạy. Tại sao? Vì Maha Bát Nhã Ba La Mật Đà là có trí huệ. Atula đều là chủng tử ngu si. Một khi nhìn thấy có ánh sáng trí huệ thì bị đánh bại. Cầu La La là đại bàng kim xí điểu. Chim đại bàng, cánh vàng, chuyên môn ăn rồng, thân thể rất lớn, xè ra
hai cánh rộng khoảng 360 do tuần. Quạt cánh một cái, nước biển cạn, rẽ làm hai, khi nước biển cạn thì rộng hiện thân. Bèn bắt rồng ăn, chúng ăn rồng giống như người ăn mì sợi, một miếng có thể nuốt trơn hơn 10 hoặc 20 con rồng. Rồng con rồng cháu sắp tuyệt chủng thì lão rồng bèn cắt tóc đến gặp Đức Phật cầu cứu, nói rằng rồng con rồng cháu của chúng con đều bị chim đại bàng cánh vàng bắt ăn, loài rồng sắp tuyệt chủng rồi, làm sao bây giờ? Đức Phật bèn cho một tấm y cà sa, kêu đem về cho mỗi con rồng một sợi chỉ áo cà sa thì chim đại bàng sẽ không bắt ăn thịt nữa. Do đó lão rồng làm theo lời Phật dạy, chim đại bàng không còn cách nào bắt rồng ăn nữa, bèn đi đến gặp Đức Phật nói, chúng tôi không có gì ăn, cũng sắp chết mất, chim đại bàng cánh vàng cũng sắp tuyệt chủng, Đức Phật từ bi không bình đẳng, ngài cứu rồng thì cũng phải cứu chúng tôi. Đức Phật nói, tốt, các ngươi phải quy y Tam Bảo, giữ giới không sát sinh, thọ trì năm giới, thì ta sẽ kêu đệ tử của ta, mỗi bữa trước khi ăn cơm đều đem cúng cho các ngươi 7 hạt cơm, về sau đừng sát sinh nữa. Cho nên chim đại bàng cánh vàng bèn quy y Tam Bảo, về sau ăn chay không còn ăn rồng nữa. Tuy không ăn rồng, nhưng rồng đã bị chúng ăn, còn lại chẳng bao nhiêu, cho nên ngày nay chúng ta không còn thấy rồng nữa. Khẩn Na La cũng là thần nhạc của trời Đế Thích, Ma Hầu La Già là đại mãng xà, người và chẳng phải người, tất cả đại chúng nghe lời Phật nói đều rất hoan hỷ, vui mừng, tin sâu pháp môn không thể nghĩ bàn này, đều thọ trì phụng hành pháp môn này. Đây là lời của ký giả 6 tuần lễ giảng về phẩm hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền. Do vấn đề thời gian nên không thể hoàn toàn giảng ra hết ý nghĩa tỉ mỉ được, chỉ bất quá giảng ý nghĩa đại khái. Nếu muốn chân chánh minh bạch đạo lý của kinh thì phải chân thành dụng công một phen mới có thể chân chánh minh bạch. Phật pháp là pháp không thể nghĩ bàn, cho nên gọi là diệu pháp. Phẩm hạnh nguyện Phổ Hiền này cũng là một phẩm không thể nghĩ bàn. Nếu muốn giảng hết ý nghĩa của kinh thì cần phải có thời gian dài, hiện tại chỉ giảng ý nghĩa đơn giản đại khái. Người muốn nghiên cứu Phật pháp thì phải tự mình dụng công nghiên cứu thêm, như có chỗ tôi giảng tốt hay không tốt tôi cũng không biết, tôi cũng không hy vọng có cái tốt hoặc cái không tốt. Phải làm sao? Hiện tại tôi giảng cũng chẳng có giảng, hiện tại các vị đang nghe cũng chẳng có nghe, không nghe không giảng, đây mới là diệu pháp chân chánh. Cho nên bạn thể hội được thì không cần giảng, cũng không cần nghe. Nếu bạn minh bạch rồi thì đây là diệu pháp không lãng phí 6 tuần lễ thời gian. Không lãng phí lại như thế nào? Thì ăn cơm vẫn là ăn cơm, mặc y phục thì vẫn là mặc y phục, ngủ thì vẫn đi ngủ, tức là như thế. Đến đây đã hết tập 25, trọn bộ của Kinh Hoa Nghiêm, Đại Phương Quảng Phật giảng giải, của Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng, Thích Minh Định dịch. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni Sô ha ha.